kinh hoàng, lê Trung Quốc đầu độc cả Việt Nam, ăn vào là ung thư, có ngày mất mạng, thọ non. Quý vị khán thính giả thân mến, thực phẩm sạch hiện nay là mối quan tâm của nhiều người nội trợ, nhất là khi nhiều thực phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc ngày càng tràn ngập trên thị trường, trong đó có lê. Tại Việt Nam, lê thường được trồng ở các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Nguyên, thường có hoa vào mùa xuân và thu hoạch vào mùa thu để phân biệt được lê Trung Quốc trà trộn với lê Việt Nam. Xin mời cô bác hãy cùng kênh Ăn Sạch Sống Khỏe đi tìm hiểu các mẹo sau đây nhé! Kinh hoàng, lê Trung Quốc đầu độc cả Việt Nam, ăn vào là ung thư, có ngày mất mạng, thọ non. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ đầu năm 2012 đến cuối tháng 4 đã phân tích 315 mẫu hàng hóa nông sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu và phát hiện 71 mẫu có dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhưng đều thấp hơn mức dư lượng tối đa cho phép. Đáng lưu ý, trong số đó có một mẫu lê nhập khẩu từ Trung Quốc chứa dư lượng endosulfan. Endosulfan là hóa chất độc hại thứ 22 trong danh sách cần loại trừ trên toàn cầu của Liên Hợp Quốc. Thuốc trừ sâu endosulfan có tính độc cao và có thể gây các ảnh hưởng phá vỡ hệ nội tiết hoặc gây ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản của con người. Endosulfan ảnh hưởng đến hệ thần kinh, có thể gây tử vong cho những người tiếp xúc với liều lượng lớn. Khi lê Trung Quốc có thuốc kích thích và thuốc trừ sâu, cơ thể con người có thể bị ngộ độc với các biểu hiện như kích ứng da, tổn thương mắt, hệ thần kinh, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi và thậm chí là ngộ độc toàn thân. Nếu tiêu thụ lê có dư lượng hóa chất độc hại lớn và trong thời gian dài, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thuốc trừ sâu và thuốc kích thích tồn tại trong thực phẩm có thể làm thay đổi hệ thống miễn dịch, khiến cho cơ thể dễ bị bệnh. Một số nghiên cứu đã chứng minh thuốc trừ sâu có thể làm giảm lượng tế bào bạch huyết và tế bào lympho chống lại bệnh tật, làm cho cơ thể của họ không tiêu diệt được vi khuẩn và virus. Các dư lượng hóa chất này ảnh hưởng đến sự phát triển của lá lách và tuyến ức, hai cơ quan miễn dịch quan trọng. Sau khi có thông tin formaldehyde bị phun trên cải thảo ở Trung Quốc, Cục Bảo vệ Thực vật đã bổ sung hóa chất này vào danh mục các chất cần kiểm tra trên rau củ quả tươi nhập khẩu vào Việt Nam, nâng tổng số hóa chất cần kiểm tra lên 26. Formaldehyde có thể gây kích ứng da, mắt, mũi và họng, dẫn đến dị ứng. Theo cổng thông tin về các chất độc hại của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA, thì các nhóm dễ bị ảnh hưởng hơn bao gồm những người rất trẻ và những người rất già, cùng với những người bị hen suyễn và gặp các rắc rối về đường hô hấp. Không chỉ vậy, để bảo quản lê trong quá trình vận chuyển đến Việt Nam buôn bán, nhiều thương lái Trung Quốc đã ngâm ủ lê trong hóa chất để bảo quản. Hóa chất này thấm vào bên trong làm trái cây cứng và giảm vị ngọt, nhưng nguy hại hơn là chất bảo quản dễ gây ung thư và một số bệnh khác. Gần đây, hóa chất được phát hiện dùng để phun hay tẩm nhanh trái cây sau thu hoạch là chất carbendazim. Chất này có tác dụng trị nấm, được xếp vào loại hóa chất gây rối loạn hệ thống nội tiết tố. Khi thử trên chuột thì thấy các carbendazim có khả năng tích lũy dần trong cơ thể, tới lúc nào đó nó sẽ gây đột biến, kích thích tế bào khối u phát triển, ảnh hưởng đến bào thai và gây dị dạng cho thế hệ sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh, táo, lê là những loại trái cây ưa thích và chiếm phần đa lượng tiêu thụ trong các loại hoa quả. Đây cũng là mặt hàng được nhập về với số lượng lớn từ Trung Quốc. Theo ước tính, tại chợ đầu mối Thủ Đức, mặt hàng này chiếm hơn 40% tổng số trái cây nhập về chợ có nguồn gốc Trung Quốc. Theo đó, mỗi đêm, chợ đầu mối Thủ Đức nhập khoảng 60 tấn trái cây nhập ngoại, trong đó trái cây Trung Quốc chiếm phần nửa và táo là loại chiếm số lượng ưu thế. Giữa tình cảnh vàng thau lẫn lộn, đòi hỏi người tiêu dùng cần tỉnh táo hơn khi mua hàng. Chính vì vậy, ở nội dung này, ban biên tập chương trình xin được hướng dẫn cho cô bác những mẹo nhỏ để có thể phân biệt giữa lê Trung Quốc và lê trong nước. Dựa vào hình dáng. Thông thường những quả lê Trung Quốc thường to tròn, bóng đẹp, đồng đều nhau trông khá đẹp mắt. Lê Trung Quốc thường được bọc trong lưới xốp để tránh dập nát trong quá trình vận chuyển quãng đường dài. Trong khi đó lê Việt Nam lại thon dài, cầm chắc tay, quả không đồng đều nhau và không bọc lưới xốp. Dựa vào màu sắc. Quan sát màu sắc cũng là một bí quyết nhận biết lê Trung Quốc và lê Việt Nam đó. Lê Trung Quốc thường có màu xanh hoặc vàng tươi, ngoài vỏ nhẵn mịn, sáng bóng, bắt mắt hơn giống lê khác. Còn lê Việt Nam vỏ ngoài thường sân sùi và có màu vàng đậm, không hấp dẫn. Dựa vào hương vị, lê Trung Quốc có vị ngọt đậm, không có mùi thơm đặc trưng. Trong khi đó, lê Việt Nam có vị ngọt, hơi chua, mùi thơm dịu. Ngoài ra, lê Trung Quốc vỏ ngoài bắt mắt nhưng ruột thường bị thâm đen, lỗ chỗ như kim châm, không được trắng ngon như bình thường. Dựa vào thời gian bảo quản,
Do có chất bảo quản nên lều Trung Quốc có thể để được khoảng 15 đến 20 ngày, nếu để trong tủ lạnh thì khoảng 4 đến 5 tháng lều trồng vẫn còn tươi. Còn lều Việt Nam không sử dụng chất bảo quản nên chỉ để khoảng 2 đến 3 ngày đã bị héo và ủng. Với mẹo phân biệt lều Việt Nam và lều Trung Quốc này, cô bác cần phải mất một khoảng thời gian dài thì mới có thể phân biệt được. Dựa vào thịt quả. Lều Trung Quốc thịt quả bị thâm đen hoặc có nhiều vết nứt thâm, lỗ chỗ như kim châm, trong khi lều Việt Nam thịt quả trắng, đồng đều, không bị khô xốp. Ngoài ra, để tránh mua phải những quả lê kém chất lượng hay ngâm tẩm hóa chất, cô bác nên lưu ý một số điều sau. Để tránh mua phải lê Trung Quốc có tẩm hóa chất, cô bác nên mua tại những cửa hàng uy tín hoặc siêu thị lớn, không nên mua ở lề đường hoặc những nơi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cô bác nên mua đúng thời vụ của lê, thường vào tháng 9 hoặc tháng 10, không nên mua lê trái mùa rất độc hại. Trước khi ăn lê, tốt nhất cô bác hãy ngâm lê vào nước muối khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước và sử dụng bình thường. Phần 2. Những sai lầm khi dùng nước muối sinh lý. Nước muối sinh lý có tên khoa học là natri chlorid, được pha chế theo tỷ lệ 0,9%, tức 1 lít nước với 9 gram muối tinh khiết. Đây là dung dịch đẳng trương có áp suất thẩm thấu xấp xỉ với dịch trong cơ thể người. Sử dụng nước muối sinh lý để súc miệng từ lâu là phương pháp được nhiều người áp dụng để làm sạch khoang miệng và hỗ trợ khắc phục các bệnh lý về răng miệng. Tuy nhiên, không ít người lại sử dụng nước muối sai cách làm ảnh hưởng đến khoang miệng của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ những sai lầm khi súc miệng bằng nước muối sinh lý để giúp cô bác đọc hiểu hơn về vấn đề này. Công dụng của nước muối sinh lý. Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu trước về những công dụng của nước muối sinh lý đối với cơ thể. Thành phần của muối chủ yếu là natri clorua, có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, kháng viêm. Bên cạnh đó, nhờ công dụng kiềm hóa, nước muối còn giúp tăng độ pH khoang miệng. Do đó, khi dùng nước muối để súc miệng sẽ đem lại nhiều lợi ích đến sức khỏe của răng miệng. Ngoài ra, dùng nước muối để súc miệng hàng ngày còn có một số lợi ích như: hạn chế hôi miệng. Nước muối có tác dụng loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng, viêm níu trong khoang miệng. Hơn nữa, nước muối còn hỗ trợ loại bỏ mảng bám thức ăn, ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi và hạn chế sâu răng. Làm dịu tổn thương ở niêm mạc miệng. Dung dịch nước muối không những giúp sát trùng vết thương mà còn hỗ trợ làm tăng lưu lượng máu trong khoang miệng, từ đó giúp vết xước, vết loét mau lành hơn. Ngăn ngừa nhiều bệnh về răng miệng. Nhờ công dụng sát trùng, kháng viêm nên sử dụng nước muối đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa một số bệnh lý như đau họng, sâu răng, làm dịu cơn đau họng. Những trường hợp nào nên dùng nước muối? Các trường hợp cô bác nên sử dụng nước muối để giúp làm dịu tình trạng bệnh. Đau họng. Nước muối sinh lý luôn được nhiều bác sĩ nha khoa khuyên dùng để giảm triệu chứng đau họng, làm dịu cơn đau và ngứa ngáy ở cổ họng. Xoang và nhiễm trùng đường hô hấp. Nước muối sinh lý có khả năng làm giảm mức độ nhiễm trùng ở họng do vi khuẩn hay virus gây ra. Một nghiên cứu cho thấy rằng nước muối có tác dụng ngăn ngừa tái nhiễm, nhất là khi tiếp xúc với người bệnh. Dị ứng. Nước muối sinh lý giúp làm giảm các triệu chứng khó chịu, đau họng do dị ứng phấn hoa hay lông động vật gây ra. Mắc một số bệnh lý răng miệng. Súc miệng bằng nước muối đem lại hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe răng nướu, ngăn ngừa viêm lợi, viêm nha chu cũng như sâu răng. Loét miệng. Nước muối còn giúp làm dịu vết loét, giảm đau viêm loét niêm mạc miệng gây ra. Những sai lầm khi súc miệng bằng nước muối sinh lý. Trước những công dụng của nước muối sinh lý, cô bác cần tỉnh táo khi sử dụng, tránh lạm dụng cũng như mắc những sai lầm gây hậu quả đến sức khỏe. Dưới đây là những sai lầm khi súc miệng bằng nước muối sinh lý mà cô bác nên tránh. Cụ thể: 1. Không pha loãng muối. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng nước muối có khả năng sát khuẩn rất tốt. Vì thế, súc miệng với nước muối hàng ngày có thể giúp tiêu viêm, giảm sưng và hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn có hại trong khoang miệng. Tuy nhiên, khi súc miệng bằng nước muối được pha với nồng độ cao, thậm chí là ngậm nguyên hạt muối sẽ làm tổn thương đến tế bào niêm mạc họng, thậm chí về lâu dài sẽ gây thừa muối ở trong cơ thể. Do đó, cô bác cần sử dụng nước muối sinh lý hoặc pha loãng muối đúng theo nồng độ thích hợp. 2. Dùng nước nguội để pha loãng muối. Nhiều người hay có thói quen dùng nước nguội để pha loãng muối. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng cô bác nên sử dụng nước ấm để pha loãng muối vì sẽ giúp muối hòa tan hoàn toàn và tốt hơn cho răng nướu và khoang họng. 3. Không súc lại với nước lọc sau khi súc miệng bằng nước muối. Bác sĩ nha khoa cho biết sau khi súc miệng bằng nước muối loãng thì cô bác nên súc lại với nước lọc để loại bỏ hết lượng muối thừa cũng như mảng bám bong ra. 4. Thường súc họng với nước muối trước khi súc miệng.
Nhiều người hiện nay có thói quen xúc họng bằng nước muối trước rồi mới xúc miệng sau. Tuy nhiên đây là một sai lầm không nên thực hiện vì điều này sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn ở răng dễ dàng lây lan xuống vòng họng. Vì thế nếu muốn làm sạch họng thì cô bác cần phải xúc miệng thật sạch bằng nước muối trước trong khoảng 30 giây nhằm loại bỏ vi khuẩn, sau đó rồi mới xúc họng. 5. Xúc họng bằng nước muối quá nhiều lần. Với những người bị viêm họng thì chỉ nên xúc họng khoảng 3 giờ một lần, đặc biệt là trước và sau khi ngủ. Tuy nhiên không phải vì thế mà cô bác lạm dụng việc xúc nước muối quá nhiều trong ngày. Điều này có thể làm thay đổi độ pH trong khoang miệng, cũng như làm khô miệng. Ngoài dùng để xúc miệng thì tôi thấy rất nhiều cô bác dùng nước muối sinh lý để vệ sinh cho trẻ nhỏ. Cụ thể cô bác có thể đang gây hại cho em bé nhà mình nếu đang mắc những sai lầm sau. 1. Nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý hàng ngày. Nước muối sinh lý được nhiều cha mẹ lựa chọn để nhỏ mũi, rửa mũi hàng ngày cho trẻ với suy nghĩ sẽ giúp trẻ chống lại bệnh đường hô hấp. Tuy nhiên đây là việc làm không sai lầm. Mũi trẻ có một lượng dịch tự nhiên để bôi trơn niêm mạc, ngăn cản vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập. Nếu lạm dụng việc rửa mũi bằng nước muối sinh lý có thể khiến mũi trẻ mất đi lớp bảo vệ niêm mạc tự nhiên, lâu dần có thể làm tăng nguy cơ khô mũi, viêm mũi, kích ứng mũi. Mục đích của việc nhỏ mũi hay rửa mũi là để làm sạch mũi nếu trẻ bị viêm mũi, chảy nước mũi, chứ không có lợi khi trẻ có niêm mạc mạnh khỏe. Hiện tại không có khuyến cáo rửa hoặc nhỏ mũi thường quy cho trẻ khỏe mạnh hàng ngày để ngừa viêm mũi, chỉ nên rửa mũi trong trường hợp trẻ bị bệnh như ho, sổ mũi. 2. Vệ sinh rốn trẻ sơ sinh hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Nhiều người cho rằng trẻ sơ sinh khi chưa rụng rốn chỉ cần vệ sinh hàng ngày bằng nước muối sinh lý sẽ giúp trẻ mau rụng rốn và giúp rốn trẻ không bị nhiễm trùng. Thực tế rốn trẻ sơ sinh khi chưa rụng chỉ cần để thoáng, giữ sạch, tắm cho trẻ sạch sẽ và lau khô là được. Nếu rốn bẩn do nước tiểu của trẻ hoặc làm dây phân của trẻ vào thì có thể làm sạch bằng nước muối sinh lý và cồn 70 độ. 3. Rửa mặt hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Nước muối sinh lý có tính sát trùng và kháng khuẩn, do đó nhiều bậc cha mẹ lựa chọn dùng loại nước này để rửa mặt hàng ngày cho trẻ. Tuy nhiên điều này là không cần thiết, bởi da trẻ còn đang non nớt, việc sử dụng thường xuyên loại nước này có thể gây khô da, kích ứng da, chỉ cần rửa mặt cho trẻ bằng nước sạch là đủ. 4. Nhỏ mắt cho trẻ hàng ngày. Có nhiều người cho rằng dùng nước muối sinh lý vệ sinh mắt cho trẻ hàng ngày sẽ giúp trẻ không mắc các bệnh về mắt, loại bỏ bụi bặm, chống viêm, song đây cũng là một quan niệm sai lầm. Việc nhỏ này không cần thiết bởi nước mắt của trẻ có tác dụng làm sạch mắt. Thực tế trong khoảng một tháng đầu sau sinh, mắt trẻ dễ chảy nước mắt và có rỉ mắt. Do đó cha mẹ có thể dùng nước muối sinh lý để vệ sinh mắt. Tuy nhiên cần dùng theo đúng chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ. Chỉ nhỏ nước muối sinh lý cho trẻ khi mắt bị bụi, viêm hoặc theo chỉ định bác sĩ. Nếu mắt trẻ bình thường, việc nhỏ mắt hàng ngày có thể khiến mắt trẻ bị khô, viêm giác mạc, ảnh hưởng tới chức năng của mắt trẻ sau này. 5. Tự pha chế nước muối sinh lý dùng cho trẻ. Nhiều bậc cha mẹ đã tự pha chế nước muối sinh lý để cho trẻ dùng. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Nước muối sinh lý, natri chloride, một dung dịch đẳng trường có áp suất thẩm thấu gần bằng dịch bên trong cơ thể, được pha chế với tỷ lệ chuẩn là 0,9%, tức 1 lít nước với 9 gram muối tinh khiết. Việc điều chế nước muối sinh lý phải chính xác, đạt tiêu chuẩn cao, bởi nếu không đạt độ đẳng trương, nước muối dùng để pha không đạt độ tinh khiết, dụng cụ pha không đảm bảo vệ sinh, có thể gây những tác hại khôn lường, gây tổn thương các niêm mạc mũi họng, mắt, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Kính thưa quý cô bác, với những chia sẻ ngày hôm nay, hy vọng rằng cô bác đã chuẩn bị cho mình những kiến thức, những mẹo vặt cuộc sống để đảm bảo sức khỏe của bản thân và của cả gia đình. Cô bác nên đề phòng trước các sản phẩm lê Trung Quốc và cẩn thận hơn khi dùng nước muối sinh lý. Cuối cùng, xin hẹn gặp lại cô bác trong những chương trình lần sau.